Canxi Nectar Can giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Em làm dâu của mẹ này được 3 tháng rồi. Trời, lâu quá vậy hả? Thấy thương quá, 3 tháng cưới. Không muốn quen lâu nữa, mệt rồi. Đầu định ở chơi 2 ngày thôi là về. Tại vì công việc ở Sài Gòn nữa. 5 ngày thấy vui quá, bất ngờ kêu, cứ kêu ở lại. Thì mình đứng ở lại luôn, mình thấy vui quá mà. Ở sau 7 ngày luôn. Mẹ, con qua nói chuyện với ba với mẹ nha. Mẹ qua với con đi. Chuyện gì? Trời ơi, con quen bạn gái con mà giờ con muốn cưới. Bạn gái con có bầu rồi mẹ. Tụi mày chừng nào thích chừng nào cưới. Rồi cái tụi này nó kêu mẹ ơi tháng sau đi. Quyền Linh và Lê Lộc vui mừng chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Lê Lộc và Quyền Linh giới thiệu đến quý vị và các bạn Mẹ Chồng Nàng Dâu đến từ Đồng Nai. Wow, chào cô. Em chào MC Quyền Linh. Em chào em Lê Lộc. Dạ. Em là ở Đồng Nai mà em là Nguyễn Thị Châu. Chị sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 70. 70. Dạ, 54 tuổi. Đây là con dâu của em. Con dâu. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Chào em. Thì em tên là Kim Nguyên. Em năm nay 21 tuổi. Em làm dâu của mẹ này được 3 tháng rồi. Trời, lâu quá vậy hả? 3 tháng rồi đó. Dạ. Quá lâu luôn. Nhưng mà trước khi về làm dâu thì em với mẹ đã có gặp gỡ nhau chưa? Dạ có. Là mình biết nhau bao lâu trước đó rồi? Tầm gần 1 tháng thôi. Ồ, vậy là cũng mới luôn. Dạ. Mới. Em với chồng em đi học chung hả? Hay là đi làm chung gặp nhau? Dạ không, em với chồng em thì thời gian đó kiểu như em áp lực công việc á. Rồi bắt đầu mình chơi game. Thì vô tình là gặp chồng em ở trên game. Ồ, vậy đó hả? Mối tình qua mạng đó ha. 21 tuổi mà áp lực công việc hả con hả? Con ở gần nhà chồng không? Dạ không, con ở quê con Tiền Giang. Ủa? Tiền Giang quê chú à? Dạ. Con chơi game ở Tiền Giang. Con làm thì công việc của con làm ở Sài Gòn. Con kinh doanh online á. Dạ. Mấy tháng chơi game trên mạng, mấy tháng? Nếu mà con biết chồng con qua game thì con biết tầm nửa năm rồi. Nhưng mà kiểu như là lâu lắm mới chơi một lần thôi. Mới set lớp với nhau, nói chuyện với nhau thì mới biết nhiều về nhau hơn một xíu. Đó, thì bạn này chồng con mới mến con từ đó. Trước khi mà con với chồng con tìm hiểu nhau á thì có nói như vậy nè. Con nói là bây giờ con không có muốn quen ai hết. Nếu mà thật sự con muốn quen á, kiểu như mình để thời gian đi, mình làm đi. Thấy thương quá, 3 tháng cưới. Không muốn quen lâu nữa, mệt rồi. Chồng con với con cũng nói chuyện vui vui thôi. Con mới nói là thôi để tầm vài ngày nữa đi rồi tôi xuống nhà mấy người. Liệu luôn, chạy xuống luôn. Đi xe máy xuống luôn. Đi xe máy xuống. Vô tới nhà rồi á thì cũng có gặp mẹ, nhưng mà kiểu như trễ rồi. Thì mẹ cũng nói là thôi nghỉ ngơi đi. Mẹ em có cất cho chồng em một cái nhà riêng. Thì hai cái nhà nó sát bên nhau. Tối đó là hai đứa nó ở đó luôn. Dạ em có em lo gì không? Có, em hỏi là trời ơi Duy ơi, mày có bạn gái mà về ở lại luôn hả con? Cái nó kêu mẹ ơi cho bạn gái con ở lại chơi đi, bạn gái con ở xa lắm. Cái em mới nói là trời ơi con cho ở lại vậy rồi ngủ đồ làm sao con? Cái nó kêu mạnh miệng lắm, mẹ ơi con ngủ cái võng, cho con cái mền được rồi. Bạn con thì cho ngủ trong buồng con á. Mà không lẽ bữa tối mà em đi qua em mở cửa em rình nó. Ngủ giọng nói... lúc đó nó cái bỏ cái giọng đi chuyện dạ, của nó. Em nghĩ luôn, nghĩ tới em nói thôi kịp nó đi. Người ta con gái mà mình con trai mình sợ gì. Giờ em thì chuyên gia là em cứ thức dậy là 4 giờ rưỡi sáng. Sớm lắm. Em mở cửa bên nhà nhà nó là em qua em làm chuyện bên đó. Cơm đồ con nấu bên đó luôn. Qua cái em không thấy nó ngủ giọng hết. Em giật mình rồi em nói rồi cái thằng này nó lừa mẹ rồi. Vậy là nó vô buồn. Nó buồn vô buồn rồi, chỉ có vô buồn thôi chứ nó đi đâu. Đó. Cái em nói rồi, vậy là xong rồi đó. Doctor Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói. Cái bữa em lên thì trễ rồi, thì không thể không nào mà nói chuyện với mẹ được. Hai ba ngày sau nhưng mà mặt. Mình thấy cũng ngại, mình con gái mà thì gặp mẹ chỉ gặp thoáng qua thôi. Thì mẹ nói ăn uống nghỉ ngơi đi. Thì bắt đầu là hai đứa thì lúc đầu chồng con cũng nói là thôi vợ ngủ phòng đi rồi còn chồng ngủ ngoài. Cứ vậy mình cũng sợ người ta nói này kia nữa. Thì mình nghĩ mình ngủ một phòng mình mà với lại mình mặc đồ thoải mái mình ngủ thôi. Thì bữa đó mình mặc cái đầm bình thường. Ai dè đâu mình mặc cái đầm cái ống bò vô. Dễ gì ống bò. Thì bò vô đi mà hai đứa nằm rất là xa nhau kiểu như nói chuyện thôi.
thì bắt đầu ngồi nói chuyện, hai đứa chơi game tới sáng. Tới sáng thì bắt đầu là mới gặp mẹ, mà lúc đó nhìn mặt mẹ sợ lắm, tại vì nhìn mặt mẹ nghĩ mẹ khó. Đó, bắt đầu là thì bắt đầu ngồi nói chuyện, mà tính em thì hơi bị vui á, cứ nói chuyện là cứ cười thôi. Bắt đầu định ở chơi 2 ngày thôi là về, tại vì công việc ở Sài Gòn nữa. Cái bắt đầu là mẹ chồng em thì cứ kêu ở lại, thì bắt đầu là ở lại chơi 2 ngày rồi. 2 ngày nữa là sẽ tới đám giỗ của bên ngoại, bà ngoại nè. Mẹ mới kêu là thôi con ở lại tới đám giỗ rồi về. Cũng ở lại tới đám giỗ, phụ đám giỗ này kia. Mai nữa về là coi như 5 ngày. 5 ngày thấy vui quá bất ngờ. Kêu cứ kêu ở lại. Thì mình đứng ở lại luôn, mình thấy vui quá nè. Ở sau 7 ngày luôn. Trời đất ơi. Ở sau 7 ngày xong cái về tới nhà được 2 bữa cái kêu đem cao đem trầu xuống à. Nó nói mạnh miệng thiệt chứ con trai em mà nó nhút nhát mà sao mà nó mạnh miệng. Mẹ, con Quang nói chuyện với ba với mẹ nha. Mẹ qua với con đi. Chuyện gì? Trời ơi, con quen bạn gái con mà giờ con muốn cưới. Bạn gái con có bầu rồi mẹ. Trời ơi, gì mới đây mà có bầu mày? Mày nói ghê mày. Mày gặp bao nhiêu lâu rồi? Mày có đi thành phố đâu mày chơi chứ mà mày nói vậy. Cái đâu nó kêu, mẹ, để con xin phép ba. Thế qua ngồi vòng tay lại, nói con thưa ba, thưa mẹ, cho con đi bỏ cao, bỏ trầu, cưới bạn gái con. Ba nó mới phản ứng lại. Trời ơi, mày quen đâu lận? Ở Tiền Giang. Trời ơi, gì xa dữ con. Ông xã mới nói với em là nói thôi giờ hả, nó không mở miệng ra, nó nói thôi, nó 25 tuổi nó còn lớn rồi. Nó lập gia đình được rồi, con người ta cũng vậy mà. Ảnh kêu thôi kệ nó, để tính như nó đi. Cỡ tuần sau thôi, nó kêu gia đình bên bạn gái con á, nói ba mẹ xuống. Trời ơi, cái gì mà hụt khẩn thiệt, mới quen đây mà đâu mà lẹ lạc. Gấp gáp quá con gấp hả? Gấp gáp quá. Ai biểu đêm mới cho nó nằm ở đó chi. Bạn gái ở chung với bà ngoại với ông ngoại. Với mấy đứa em chứ không có mẹ. Nhưng mà không có mẹ là em rất là thương. Tại vì em nói là con người ta mà không có mẹ là em cưng dữ lắm. Về làm dâu em là em cưng dữ lắm. Em nói về giờ tính sao anh? Cái ổng nói gì nè, thôi mình đơn giản là mình xuống mình chơi trước đi. Tính cái chuyện cao trầu đồ sau này kia rồi mình bảo dòng họ đồ. Không có đâu, hai ông bà này nè. Trời ơi, mẹ, mẹ đi mua cao đi mẹ. Mẹ đi mua cặp rượu đi mẹ. Trời ơi, em nói em chạy sức bất sang ba mẹ em cũng theo nó chứ giờ lỡ nó nói vậy giờ sao. Xa xôi quá đi xuống đó mà. Lần đi lần cực, đi kiếm cái bà bán cao cực khổ một buổi trưa luôn mới có. Trời xong ơi. Nó lên kêu, mẹ cặp rượu nữa mẹ nha. Rồi bắt đầu nó, sao mày nói luôn đi, để tao mua luôn. Không, vợ con điện lên vậy đó mẹ, vợ con điện lên vậy đó mẹ. Rồi, một hồi cái em nghĩ cặp rượu, rồi cao rồi thì phải có cặp đèn chứ, cặp trà chứ. Rồi cái cũng đi mua sẵn luôn, về bỏ cái ba lô. Định là ngày mai là đi xuống đó mà ông xã nói thôi đừng báo ai hết. Có chị hai nó, rồi hai vợ chồng với đứa cháu ngoại nữa. Mà ông xã thì không biết em mua mấy món đó. Là sao, ông nói chưa gì mà em vội vàng này kia. Vô bà ngoại ông ngoại tiếp đãi đàng hoàng lắm. Rồi cái nói là anh với chị xuống chơi hả? Nói dạ, thưa hai bác, con trước con xuống chơi, sau hai bác cho con nói chuyện hai đứa nó. Cái hai ông bà nói thôi giờ ăn uống đi, rồi ở lại bữa đi, rồi mai tính. Đem karaoke đồ hát tùm lum tà la. Trời ơi, cái đêm đó hả? Trời ơi, nó vui gì đâu luôn á. Rồi cái sáng lại cái bắt đầu tự nhiên cái nghĩ luôn nghĩ tới giờ sao anh? Giờ mình đem ra cao trầu rồi giờ mình soạn ra mình nói cho sao? Trước thì miếng cao miếng trầu trước chứ làm sao mà mình còn nhỏ mình dám nói gì? Cái em bưng lên trên bàn nói giờ con nó vậy đó, giờ nó muốn cưới nhau vậy, nó hai bác cho có ý kiến nói cho tụi con biết chứ giờ tụi nó cứ đòi con tụi con về không à? Ông dễ lắm nha, ông nói gì nè, không sao ngồi đi cưới tao cho cưới. Đó. Rồi cái bà ngoại thì phản ứng kêu trời ơi trong nhà này là nó là coi như là chính trong nhà này mà giờ nó đi lấy chồng rồi, trời ơi sao cũng được đâu, chưa đâu. Cái em mới nói trời ơi bác ơi giờ nó thương nhau vậy rồi hai bác cho nó cưới đi, rồi có gì chuyện lo trong gia đình nó vẫn lo bình thường, con là rất là dễ, con thương dâu lắm bác khỏi lo chuyện đó đi. Bắt đầu bà mới dịu xuống mới chịu. Rồi chịu, bắt đầu em mới banh cao trầu ra em nói chuyện. Chuyện xong xuôi rồi cái tụi mày chừng nào thích chừng nào cưới. Trời rồi ơi. Cái tụi này nó kêu mẹ ơi tháng sau đi, mẹ ơi tháng sau đi. Trời ơi. Sao sao được. Tháng 7 là tháng cô hồn rồi không cưới được nè nha con. À, thôi giờ một là mẹ nói tháng 6, hai là tháng 11. Ông ngoại nói đúng rồi tháng 11 đi. Hai tụi nó không chịu. Tháng 6 đi mẹ. Trời. Ông xã em cũng mừng quá. Mà ông thấy ông ngoại ông cưng gì đâu. Ông nói trời ơi sao mà con người ta mà sao mà mẹ thì không có. Mà ông bà ngoại nuôi sao mà giỏi quá vậy em, cứ khen hoài luôn á. Sao mà giỏi dữ vậy em. Xuống cái bữa đó, nó xuống cái nó ở luôn dưới đó. Lâu thiệt là lâu nó không lên. Em điện, bộ mày nói cưới mà mày không về, mày tính mày này kia kia nọ mà sao mày ở dưới đó luôn vậy. Rồi cái cuối cùng em tính xong rồi,
rồi bắt đầu em cho là ngày cưới này kia, rồi cái nó đặt thiệp đặt đồ gì đường dưới, xong rồi bắt đầu hai đứa nó mới mò lên đây. Trời đất, mò lên đây trên này em tính gọn hết rồi. Mà nó nói với bà ngoại ha, trời ơi vợ con có bầu rồi, bà con nghĩ là có bầu rồi, trời ơi chết rồi. Nhưng mà bầu chưa, phải cưới. Dạ chưa, ý đâu là có bầu đâu mà ý là có nghĩa là khi mà một tuần em trở về Sài Gòn á thì bắt đầu là chồng em thương em quá rồi, vợ cưới đi, mình hết cái gì cưới trời. Xong rồi cái bữa đó em làm chồng em giận cái chuyện gì đó à, cái bắt đầu á nói vợ cưới tôi không cưới rồi thôi à, thôi à. Cái tự nhiên chồng con chạy qua bên ba, tự nhiên kêu ba ra nói chuyện luôn à. Kêu nó ba giờ cũng muốn lấy vợ quá, thì bắt đầu là ngồi bàn với ba mẹ đó. Trước đó mình nói trời ơi giờ dễ gì ngoại cho mình lấy chồng đâu mà mình cũng mới này cũng chưa chắc gì mình đã thương ông này nhiều nữa. Trước đó là mình trôn ngoại thôi. Nói ngoại ơi giờ lỡ có bầu rồi ngoại có cho con lấy chồng không? Cái gì nói cái gì trời ơi, cái bắt đầu nó giờ lỡ có bầu rồi giờ sao giờ. Cái nó mày ai nó ở đâu hả, mày đó giờ mày quen ai đâu mà sao tự nhiên giờ có bầu. Cái bắt đầu ngoại mới nói là thôi tự nhiên mày lấy chồng gì thôi đừng lấy chồng. Nói thôi giờ chút lẽ vợ vậy nuôi con hả ngoại. Cái hỏi giờ đó ở đâu, ngoài Đồng Nai á. Giờ sao ngoại giờ cho lấy không? Mà nói giờ lỡ vậy rồi lấy chứ làm sao giờ. Thì ngoại cứ nghĩ là có thiệt. Cái ngoại mới nói giờ mày lấy ai lo gia đình nữa, tại vì nhà em á mẹ mất sớm rồi, rồi thêm nữa ba em thì cũng không có lao động được nhiều, ông bà thì cũng lớn rồi, còn ba đứa em nữa, ba đứa em trai nó nhỏ xíu à. Mà mẹ mất là lúc em học lớp 10 thì bắt đầu là mình nghỉ học bắt đầu mình đi làm mình lo gia đình. Giờ thằng em trai em học năm 1 nữa, nên thành ra là nếu mà mình lấy chồng thì ngoại sợ không ai lo hết, tại vì ngoại không có khả năng làm nữa rồi. Còn trước ngoại em đi bán số, ngoại em lo cho cả gia đình luôn. Cái mà nói thôi ngoại mình khổ rồi, thôi mình đi làm đi, mình sao cũng được chứ, tại vì mình sợ khi này sau này mình có tiền á rồi mình ông bà mình già đi rồi mình cũng không có lo được cái gì nữa. Ngoại sợ là kiểu như mày lấy chồng rồi coi như hết. Nhưng mà khi mà em lấy rồi em vẫn ở nhà em hay là em về nhà chồng rồi? Thì khi em lấy chồng rồi thì em về ở, tại vì chồng em có nhà riêng thì về trên đây ở. Thì trước khi lấy nhau á em cũng có nói với ba mẹ chồng, nói với chồng em là tại vì em là trụ cột chính gia đình, nếu mà bây giờ lấy chồng á thì nói chung là hai bên em vẫn chu toàn, nhưng mà em phải lo cho gia đình, không lo được thì em không có lấy chồng được đâu. Tại vì đối với ai mà lấy chồng nó rất là đơn giản, còn đối với mình nó như cả một cái gánh nặng vậy. Mình lấy chồng để có người bầu bạn với mình, hai đứa cùng tiếng thôi, chứ mình lấy chồng mình để bỏ hết thì em bỏ không được. Thì chồng em ok mọi thứ, mẹ em lại càng ok hơn nữa thì mình lấy thôi. Không mà cũng vội vàng nha, quen nhau hai mấy ngày xong rồi đến nỗi chị hai nó với em mà phải cự lộn với nó luôn. Nói trước khi muốn cưới là xuống phải coi mặt đàng hoàng, là cái luật bên mẹ, coi mặt xong cho xin cho tụi con quen nhau rồi mới về, rồi mới rằng lễ này lễ kia mới cưới được, chứ sao tự nhiên con nói cái gì mà tự nhiên đem cao đem trầu xuống làm như tại cái gì vậy con. Miền Tây với miền Trung hai cái nó khác nhau, tại vì giống như miền Tây của mình á, xuống thì đã nói với gia đình rồi thì xuống mình bỏ rượu thôi, bỏ rượu thì mình coi ngày đám hỏi đám cưới thôi. Là bên còn này là như khác. Ở bên mẹ thì lại là mình phải coi mắt trước, mình phải biết nhà trước, rồi xong rồi phải đảo xuống một lần nữa rồi mới bỏ rượu. Rồi phải đảo xuống một lần, cứ đảo xuống, tại vì cách nhau quá xa đi thì mình nói cái nào gọn thì mình gọn. Tụi con cũng rất là vội vàng luôn. Vội vàng lắm anh, vội vàng em cũng sợ, lo sợ chứ. Quen nhau qua game xong rồi hai mấy ngày, chưa được một tháng, cái con tới con ở xong hai đứa thích với nhau, ở tuần lễ hai đứa thích nhau luôn. Nó nhảy rành đạch, nó nói nè mẹ ơi, nếu mà mẹ không cưới cái cô này cho con á thì từ nay mẹ đừng bao giờ mình nói con có vợ nữa nha. Thời nói câu vậy đó. Em nói, luôn hả? Em nói trời có nhà có mình mày con trai thôi, có hai đứa con thôi mà mày nói xong mày nghe buồn dữ vậy. Trời ơi, cái nó nói em hụt hẫng mà thiệt, em vừa vui mà em vừa buồn, em vừa lo vừa sợ làm sao đâu á, sao mình nó nhanh chóng quá. Nó làm tới em bất ngờ. Mà cái tối này đó là nó đem cái con này về ở lại thì sao em nói sao mình làm cho em rối lên vậy biết nữa. Cái nó kêu con mà không lấy được cô này hả, từ nay mẹ đừng bao giờ nói con lấy vợ nữa nha. Lấy thiệt với mẹ không ở vậy luôn đó, quyết liệt vậy rồi luôn. Thì em nói, nó nói cái câu đó thì hỏi gì anh, em làm mẹ làm sao mà em chịu đựng nổi cái câu nói của nó. Thì em thì cưới cho nó. Vô đây con, vô đây, sao mà nó quyết liệt vậy, kêu quyết vô đây coi. Quá. Canxi Nectogan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc. Chào em. À, con tên là Nguyễn Quang Duy, 25 tuổi, con ở Đồng Nai. Con là con trai út của mẹ Châu, là chồng của Ước, bạn Quyên. Nãy giờ mọi người thắc mắc là sao mà đòi cưới gấp dữ vậy em? Con với vợ con chơi chung với nhau thì chơi trên game thì hợp tính với nhau á, nên là dung hòa được mọi thứ luôn. Nên là con mới quyết liệt với mẹ con là con đòi cưới sớm luôn. Vì mới có hai mấy ngày, có phải là đêm đó ấn tượng với con?
Dạ đêm đó thì con với vợ con cũng không làm gì hết, chỉ có chơi game với nhau thôi. Trong 7 ngày đó đó. Dạ trong 7 ngày thì có. Chỉ có 7 ngày đó mình ở chung là tự nhiên mình thấy dạ thương thấy hợp này, đúng dạ, không? Thấy hợp thấy thương. Đúng không? Nếu như mẹ con không cho con cưới thì con tính sao? Là con nói với mẹ con là con dậy đặt con ở vậy luôn, con không cưới ai nữa. Khi mà nó về làm dâu gấp gáp như vậy đó. Dạ. Rồi chị nó có hợp với nhau không? Dạ rất là hợp. Nhiều lúc em chưa kịp buồn nữa là nó đã ghẹo cho em cười rồi. Nó vui lắm. Nhiều lúc em nghĩ luôn, nghĩ tới nó là không có mẹ, em phải bù đắp cho nó. Em thương nó. Cơm nước gì em cũng nấu hết. Mẹ em nói gì mà em nấu cơm rồi là em kêu nó dậy ăn. Nhiều lúc nó bận, nó làm ở trên mạng này kia thì em thấy nó thức đêm thức hôm này kia tội. Em nói thôi, tôi để mẹ làm hết cho rồi, đừng có nói gì tới hết. Lao nhà lao cửa gì là em dung dáng hết luôn. Em nói kệ, nó được gì được, mà miễn nó được làm dâu mình là mình mừng rồi. Thế vậy đó, em nghĩ vậy thôi. Y chang như dạ. Con trai vậy dạ. Nhưng mà lúc mà con về con làm dâu mẹ thì con làm gì được cho mẹ nè? Con phụ được cái gì thì con sẽ phụ. Tại vì á con dở việc nhà, mình thích kiếm tiền thôi. Con với chồng con ở nhà riêng. Mẹ thì ở bên đây, nhưng mà mẹ thì đó giờ kiểu như chồng con ở gì mẹ cưng riết mẹ quen rồi. Là sáng cứ 4 giờ là mẹ sẽ đi qua bên nhà bên chồng con. Mẹ mở cửa mẹ đi vô thì bắt đầu mẹ dọn dẹp chén bát, mẹ nấu hết, nấu cơm hết rồi đi chợ làm ăn sẵn hết vậy đó. Trời ơi. Qua lao nhà quét nhà là mẹ làm sẵn từ sớm rồi. Trời đó, ngủ dậy là không còn gì để làm hết á. Cũng sợ, kiểu như cũng sợ là đôi lúc mẹ làm gì rồi mình không làm mà có khi nào mẹ buồn không, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà mẹ nói trời ơi con ơi, mấy chuyện này không có gì hết trơn á con ơi. Cái này nó bình thường à. Cái nào mẹ làm được mẹ làm. Mẹ không có đặt nặng cái vấn đề đó. Con làm dâu chứ không phải có ưu xin đâu mà lo. Mẹ nói vậy á. Thời buổi giờ đâu có phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa em làm dâu em biết mà. Con cũng như là con mình sanh đi. Người ta hả, được đứa con người ta gả cho mình là mình quá quý quá mừng rồi. Nghĩ đơn giản, đừng có nghĩ gì mà cầu kỳ hết á. Khổ cho nó thôi. Nó nói nó gánh nặng cả gia đình vậy, nó cứ gánh thôi chứ không sao hết á. Không có cái gì mà phản đối hết á. Mẹ cưới con, mẹ vẫn cưới con lo gia đình, cứ lo chu toàn. Không sao hết, mẹ không có nghĩ ngợi một điều gì. Mẹ thương, mẹ vẫn thương. Có tiền mẹ cũng thương, mà không có tiền mẹ cũng thương. Chứ không phải là nói vì tiền mà mẹ thương, mà không có tiền mẹ bỏ đâu, không có. Rồi con trai nè, con lo điều gì nhất giữa vợ con với mẹ con với ba con? Có sợ mâu thuẫn xảy ra hay sợ vợ con không làm tốt làm dâu, hay là con có nhắc nhở vợ con về phải làm dâu thế nào không? Con cưới vợ con thì con cũng hiểu tính vợ con á. Vợ con hiểu chuyện lắm nên là mấy cái vấn đề đó vợ con biết được. Nên là cũng không có sợ chuyện gây nhau giữa mẹ với lại vợ. Có nhắc vợ là phải làm này làm kia cho mẹ không? Dạ không, mẹ làm hết rồi, vợ con thì cứ bình thường để làm việc thôi. Còn con thì con cũng phụ, con cũng phụ mẹ, phụ vợ con rồi vậy. Giặt đồ rồi rửa chén rồi. Tại vì giao trước rồi, nói hỏi là bây giờ lấy nhau về rồi ai giặt đồ, chồng con nói chồng con giặt. Rồi hỏi ai rửa chén thì chồng rửa chén. Ai lau nhà thì chồng lau nhà thì rồi. Hỏi vợ làm gì? Làm vợ thôi. Vậy thôi, thì nói chung là khi mà mẹ chưa kịp làm thì chồng làm. À, mẹ làm rồi thì chồng cũng sẽ kiếm việc để làm. Đó là lỡ hứa rồi. Dạ. Giờ phải làm cả cuộc đời luôn á con. Dạ đúng. Chịu không? Dạ chịu. Em có thấy là em với mẹ chồng mình nó có cái gì nó khác biệt nhau không? Khác biệt á? Không biết nữa. Nói chung là thấy hợp với mẹ nhiều lắm. Ở với ngoại á, nhưng mà thân với mẹ nhiều hơn luôn á. Nhiều lúc nó ở trong buồng vừa đi ra cái mở chà răng cho con. Muốn hung nó một cái ghê á. Tự nhiên muốn hung nó một cái thiệt tình luôn á. Ôm hung cái chốc á, nó kêu mẹ hả, cái nó cười hà hà vậy. Mà hàng xóm á, người ta gặp người ta nói như là trời ơi dâu bà cưới sao tôi không thấy dâu bà ở đâu á. Nó thôi nó làm gì trên mạng đó, rồi nó bán buôn trên mạng á, thức đêm thức hôm mà cho nó nghỉ ngơi đi. Cái mấy bà nói sao mà nó sướng dữ vậy, sao nó không làm gì phụ hết vậy. Nói kệ nó, rồi nó cực về đầu óc rồi. Thôi mình làm gì được mình cứ bù đắp cho nó, làm cho nó đi. Có bữa đang lau nhà ra giật đồ lau, kêu mẹ để con lau cho. Nói thôi để mẹ quẹt luôn cho rồi, mẹ làm gần xong rồi con ơi. Nói vậy thương nó lắm. Cô cưới nhau cô mong muốn điều gì? Vợ chồng nó vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Chứ nó giận nhau cũng mệt lắm. Có bữa hai vợ chồng nó giận nhau, cái con này xách vali. Trời đất ơi, mới cưới mà xách vali đi. Xách vali ra nói sao? Mẹ nói mẹ nghe nè, con giận chồng con á. Mẹ xách vali qua nhà bên mẹ, mẹ giấu đi. Rồi con với mẹ đi uống cà phê. Mẹ xách vali qua nhà bên mẹ giấu đi. Rồi con với mẹ đi uống cà phê. Trời, nó giận chồng mà nó nói vậy đó. Cái mình cũng rối đầu. Cha trời, hai đứa này gì mới cưới xong mà sao tự nhiên mà giận nhau mà kỳ cục vậy trời. Thằng kia thì lăng xăng đi ra đi vô. Con này thì xách vali kêu đi giấu.
Trời ơi, mẹ mà đi giấu với mẹ làm sai sái làm sao con ơi. Thôi giờ con cứ để yên đó đi, mẹ với con đi uống cà phê để tâm sự. Bà này xách xe chạy trước, em thì xách xe chạy sau. Xong rồi, mẹ chồng con làm gì dưới á, mẹ đừng có nói con đi uống cà phê với mẹ nha, mà mẹ đừng đem xe về cho ổng đi kiếm con nha. Đúng thiệt, mới xách xe vừa về nó tè tè trong buồng đi ra, mẹ cho mượn cái xe cái mẹ đi kiếm vợ con. Mà biết là vợ con ở đó rồi đó mà không có chỉ, tại vợ mày dặn tao đó mày chỉ gì nữa. Cái nó đi tìm con vợ nó thấy rồi, vợ nó đi đường khác, con nó đi tìm đã thôi, nó về tới nhà rồi cái bắt đầu thấy tội quá mà đi tìm hết xăng của mẹ sao, đi tìm hết xăng của mẹ sao. Cái bắt đầu kêu để mẹ điện nó về đi, tội nghiệp nó, rồi mà còn hết xăng xe mẹ nữa con, nó chạy vòng vòng nắng chăng chăng mà con, tội nghiệp nó. Rồi cái điện nó khi nó chạy về nó nói con biết mà, con tìm không ra thế nào vợ con với mẹ con về rồi. Cái cười cái què cái xách cái vali đi vô tiếp. Nhưng mà hai anh chị là cãi nhau vấn đề gì? Hứa với em là dẫn em đi chơi, dẫn em đi du lịch á, xong rồi cái bữa đó không có đi luôn. À, em giận xong rồi quay đi qua giận lại em luôn. Trời ơi bà. Gì kỳ vậy? Dạ. Gì kỳ vậy? Quay ra giận lại con cái xong rồi gom đồ cái sắp vali đòi về nhà ngoại. Con có nói gì không mà giận vậy? Dạ con không có nói vậy, con chỉ im lặng thôi. Được 5 phút cái là bắt đầu sắp vali đòi về ngoại không à. Gì kỳ vậy? Không, mà chồng con cái nốt im lặng nó khó chịu lắm chú ơi. Em nói nè, giận chuyện gì con phải nói mẹ giải quyết cho. Dạ. Chứ còn mà chuyện mà đùng đùng mà con đi về vậy mẹ coi không được á con à. Khi mẹ cưới con á cũng là cao trầu này kia mẹ đưa đón con đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà con mà đùng đùng con về một cái là bà ngoại hiểu lầm mẹ là mẹ không chịu. Dạ. Con phải giải thích cho mẹ câu chuyện như thế nào để mẹ biết, mẹ la chồng con. Ông nghĩ là mình sẽ không có đi, đi đâu. Ừ. Mình đang thẳng xe mà em đi luôn mà mình không biết mình đi đâu hết. Mà anh Linh biết không, nó xuống quán cà phê mà nó kêu mẹ con ở quán cà phê nè, mà nhìn có mấy cái lồng đèn nó bay luôn bay tới. Em có biết quán cà phê nào mà nó lại không biết, về làm dâu đi nó đã đi đâu đâu biết. Yeah. Mẹ ơi con đang dưới quán cà phê nè mẹ, mà nhìn nó quay lên lồng đèn bay cứ thế. Trời ơi con chỉ vậy mẹ có thua rồi, không biết đường đi uống cà phê với con đâu. Trước khi mà chồng con đi là con nói mẹ đừng có cho ông lấy xe đi nha. À, thì bất tự nhiên mà mẹ sao để cho ông lấy xe đi luôn đó. Cái bắt đầu mình mới định rước mẹ thì chưa kịp rước nữa ông về tới. Ủa giờ con là có lỗi với con, hứa mà không làm. Dạ. Con giận vợ con, vợ con bỏ đi, con năn nỉ về rồi con có xin lỗi vợ con không? Giờ đúng hay sai thì con là người sai mà. Giờ đúng hay sai thì con là người sai mà. Con là chồng là con phải sai chứ. Con là chồng là con phải sai chứ. Rồi con xin lỗi vợ con nữa. Dạ con xin lỗi nữa. Dạ thôi. Rồi mà cuối cùng nó nói gì nè. Dạ. Mẹ ơi con ngu gì cũng đi mẹ. Con xách vali con làm vậy ổng ý ấy ớn thôi chứ con đâu có đi mẹ. Đi uống cà phê mẹ. Nãy giờ mình nghe câu chuyện mẹ chồng nàng dâu này mới thôi. Ừ. Nhưng mà cảm giác là mẹ chồng này rất là thương con dâu. Đúng rồi. Nó thương không có, có tả nổi đâu. Giống như là con mà mình đã sanh ra vậy đó. Chứ không có phân biệt là con dâu hay con ruột gì nữa hết á. Thương dữ lắm. Trưa nào mà em nằm nghỉ ngơi ngay cái giọng cái là mẹ ngủ hả mẹ, mẹ ngủ hả mẹ, rồi là tới cái là nằm sát bên cái là ôm hung thỏa mái. Thật ra câu chuyện nó cũng mới mấy tháng thôi. Sẽ còn cả đời luôn. Vậy thì những cái câu chuyện mà giận nhau như vậy đó, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này á, nó có thể giận nhiều hơn nữa, rồi thậm chí nó còn phải làm phiền mẹ chồng nhiều hơn nữa. Thì chúng ta sẽ làm cái nào đó mà những cái cuộc giận nó bớt đi, để đỡ phiền mẹ. Thật ra giờ mẹ còn một cuộc giận thôi thì cũng thấy bực bực rồi đó. Yeah. Thấy buồn. Thấy buồn rồi đó. Yeah, bây buồn. Giờ rủ hai chồng nó cãi nhau hoài nó giận rồi, còn từ năm này qua tháng nọ. Không mà anh Linh nè, từ ngày mà nó giận cái cuộc giận đó tới giờ em thấy nó thay đổi. Không có giận hơn gì vu vơ nữa hết. Tại vì em cũng giải thích rồi, chuyện gì đáng lắm á thì con mới giận. Còn cái chuyện đơn giản mẹ thấy đơn giản quá mà con giận thì thấy tội nghiệp cho chồng con. Tại con hứa mà, con hứa mà con làm được thì nó buồn con, nó giận con thì cái đó là cũng có lỗi của con. Có một cái lá thư của nàng dâu gửi cho mẹ chồng thì chị xin phép đọc nha. Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình được tham gia mẹ chồng nàng dâu, con cảm thấy rất vui. Nhân dịp này con cũng muốn gửi chút tâm sự với mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã thương yêu con từ những ngày đầu, trước sau vẫn vậy, an ủi động viên khi con có chuyện buồn. Mẹ có nhớ hồi đám cưới con gắn móng giả, hôm sau con định ra tiệm tháo móng thì mẹ đòi chở con đi. Rồi mẹ phát hiện cục bú trên ngón tay của con, nó đau nhưng con cũng bị lâu rồi nên lơ nó luôn. Con không ngờ qua hôm sau con đang ngủ thì mẹ gọi chồng con dậy. Con cứ tưởng con ngủ nướng nên bị mẹ la, con sợ lắm. Con nghĩ mẹ sẽ nói chồng con kêu con dậy làm việc nhà, nhưng không phải. Mẹ nói chồng con là kêu vợ con dậy đi,
Hôm nay mẹ đi làm về sớm, dẫn vợ con đi khám cái tai. Mẹ biết không, con nghe xong con bật khóc luôn. Từ lúc con mất mẹ, con tự mình bươn chải nhiều nơi, có bệnh đau cũng tự lo tự chịu. Nhưng đến nay mẹ là người quan tâm con, mẹ chở con đi bệnh viện, mẹ nói con bị gì là mẹ chịu không nổi, mẹ phải dẫn con đi khám liền, đợi con, an ủi con, sợ con lo lắng, chờ con có kết quả và đợi con mổ. Mẹ chăm con từng ly từng tí, không cho đụng vào việc nhà. Biết con không biết ăn gì là mẹ né không nấu luôn, chỉ làm những món con thích ăn. Con thương mẹ nhiều lắm. Đối với con, mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Con cũng xin lỗi mẹ, vì con còn nhỏ nên đôi lúc ứng xử của con làm mẹ buồn. Nếu như con có gì không đúng, mẹ cứ nhắc nhở, dạy con để con biết mà sửa nha mẹ. Con biết mẹ có nhiều nỗi buồn, nhưng mẹ ít khi nói ra, nên con chỉ biết luôn làm mẹ vui thôi. Con cũng muốn gửi lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì sự hy sinh và tình thương của mẹ dành cho con. Con mong mẹ con mình mãi mãi như vậy mẹ nhé. Con cũng cảm ơn ba, vì ba cũng thương con một cách thầm lặng, thương ba mẹ nhiều. Con dâu, con gái của ba mẹ. Con dâu viết thư gì chị thấy sao? Tại vì em có hai đứa con thôi, mẹ em có được đứa con dâu và em rất là mong, em rất là thương nó. Em cũng nói là em hứa em thương nó suốt đời. Em cũng mong cho vợ chồng nó đừng có chuyện gì xảy ra, hạnh phúc suốt đời là em mừng lắm. Thật ra nó còn nhỏ nhưng nó viết lá thư thấy sâu sắc lắm á. Dạ. Vợ con cũng còn nhỏ, con cũng còn trẻ, hai đứa cố gắng là hòa thuận với nhau để mẹ con vui. Không? Ba mẹ cũng rất là vui. Con hứa với mẹ là con làm cái gì được nhiều cho mẹ thì làm thôi. Nói chung là con cũng không có muốn, con nói với mẹ mà mẹ cưới con được một lần là mẹ tận hưởng cả đời luôn. Mẹ cưới con được một lần là mẹ tận hưởng cả đời luôn. Câu nói đó vừa nghĩa bóng mà vừa nghĩa đen nữa. Và con cũng nói với mẹ là con hứa với bản thân con là từ khi mà con mất mẹ, con nói là con mà quen ai á mà còn mẹ là con thương dữ lắm. Mình thiếu thốn cái tình cảm đó thì mình nghĩ rằng là mẹ chồng thì thương ở mức độ nào thôi, con không nghĩ rằng là mẹ sẽ thương con nhiều như vậy. Con không bao giờ để mẹ buồn. Vợ chồng con cũng vậy, cũng nói là mình cũng đừng có vì cái tính trẻ con của mình mà làm cho mẹ suy nghĩ nữa. Vợ chồng con hứa với nhau thì mẹ cũng nói đó là từ cái đợt đó tới giờ là cũng lâu rồi, không cãi nhau nữa. Con muốn nói gì với vợ với mẹ con? Con sẽ cố gắng, vợ chồng con sẽ cố gắng hạnh phúc, không làm mẹ buồn. Anh hứa với em là sẽ mãi yêu em và không làm cho em buồn hay em khóc nữa. Tôi thấy là vợ con là có nhiều cái kinh nghiệm sống, nhiều cái tình cảm với con. Vợ con suy nghĩ cũng rất là sâu sắc. Vợ chồng hòa thuận thì ba mẹ lại càng hạnh phúc nữa. Thôi, chúc cho cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Chị có muốn con dâu thay đổi điều gì? Và muốn con trai gì không? Chị dặn hai đứa nó luôn. Dạ em thì em mong tụi nó vui vẻ, tụi nó hạnh phúc, là em chỉ mong điều đó thôi. Là em mừng lắm rồi chứ không có mong muốn gì thêm được nữa. Để nó hạnh phúc mình hạnh phúc. Dạ. Em có mong muốn mẹ chồng mình điều gì không? Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa, tại vì tính mẹ cứ suy nghĩ nhiều à. Hoặc là mẹ suy nghĩ một cái chuyện gì đó là mẹ buồn. Mà mẹ buồn là mẹ không có ngủ được, cứ lừ đừ mà người lớn mà em sợ mẹ hay bệnh á. Cho nên là em cứ khuyên mẹ thôi, có gì đâu mà buồn mẹ. Ngày nay mà nó nói em á, được giữ chương trình thì em đâu ngủ được đâu. Con sao tưởng mẹ được lên trên đó là mẹ gặp MC Quyền Linh với MC Lê Lộc đây nè. Cái đời mẹ là không bao giờ gặp được đâu. Em mừng em ngủ không được luôn á. Có coi chương trình Quyền Linh Lê Lộc này kia không? Dạ có, lúc em coi. Rồi thằng con trai nói mẹ ơi mẹ ngủ không được, mẹ tưởng con ngủ được hả? Con cũng không được luôn. Nói vậy đó. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Mẹ cảm ơn con nha. Cảm ơn hai con. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc chị nha. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được phát sóng vào lúc 19:55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Lộc, Quỳ Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.